Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đã có mặt tại là ấp 3 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cụ thể hơn là cách cái con đường là Phạm Hùng nha quý anh chị, chỉ khoảng là 200m thôi nha. Thì ngôi nhà này nó một trệt một lầu, giá cực kỳ tốt, 2 tỷ 250 triệu đồng. Ở có thể tận là 6 người nha anh chị. 3 phòng ngủ nè, 4 nhà vệ sinh nè, phòng khách có nè, sân đậu xe ô tô trong nhà luôn nha quý anh chị. Nó có không gian thờ luôn, phòng sinh hoạt chung luôn, đầy đủ những tiện nghi. Thì trước khi vào xem ngôi nhà này, chúng ta sẽ đi xem vị trí thực tế và khu dân cư nó như thế nào nha quý anh chị. Đó, nhà chúng ta nè, đối diện những ngôi nhà khá là nhiều nè. Đó, thì ở vị trí này chúng ta đi ra cái đường Trần Văn Hiển, nó khoảng là 70m nha quý anh chị. Thì đường trước nhà đây nè quý anh chị thấy nè, khoảng là 4m nha. À, hai bên là có cái lề đường riêng nha quý anh chị. Thì cái bên đây là khu đây cũng khu dân cư cầu Long Yến nè quý anh chị thấy nha. Toàn là nhà cao tầng nha, 2 tầng đó, khá là nhiều nha. Thì những ngôi nhà kia là khoảng là 3 tỷ thôi anh chị, một trệt một lầu mà nhà mới nha. Thì ngôi nhà này là cũng là mới 100% luôn quý anh chị ơi. Đó, ở đây một trệt một lầu nè. Rồi thì nhìn cái mặt dựng ha quý anh chị thấy à, có phần sân thượng luôn nha quý anh chị. Đó, thì ngôi nhà chúng ta cái cao hơn mặt đường khoảng là 3 tới 4 tấc quý anh chị. Thì sau này thí dụ mà có làm đường thì chúng ta không sợ là ngập nước tràn vào nhà nha. Đó, cái thềm đây ha, đá gạch đá này quý anh chị, rất là tuyệt vời, chắc chắn luôn. Thì ở đây bảo vệ cái phần ngôi nhà này, ngoài là cửa cổng nè, 4 cửa nha, cửa sắt nè, rất là chắc chắn quý anh chị. Ở trên đó quý anh chị ha, nó tận dụng không có gì mà lọt vào được ha. Thì cái phần này là cái phần sân hoặc là phần thềm ba nhà nè, gia chủ rất là tinh tế nha quý anh chị ha. Chúng ta nếu mà đậu ô tô mà ở ngoài có cái sân á, thì chúng ta phải làm thiết kế thêm thì rất là cực và tốn chi phí thêm. Thì gia chủ ở trên có sẵn không á, đèn led luôn, trần thạch cao luôn, tường là ốp gạch nè, nó khoảng là 1,5 nha quý anh chị, dưới là một ốp gạch nè, 6 tấc đó. Đó, thì cái phần này chúng ta đậu chiếc ô tô thoải mái luôn, một chiếc xe 7 chỗ nè, vài chiếc xe máy nè ha. Thì phần nếu ta không đậu ô tô thì chúng ta phần sinh hoạt chung ha, để đồ đạc rất là tuyệt vời luôn. Thì phần đây thì gia chủ có thiết kế một cái chỗ trồng bông nha quý anh chị ha. Chúng ta nuôi không trồng rau, nuôi cá gì đây cũng được ha, tùy cho quý anh chị đó thôi nha. Đó, thì tiến vào ở đây là không gian phòng khách nha quý anh chị. Nhà ta rất là cao nè, từ cái sân nè cao lên khoảng là 2-3 tấc nữa mà tới có phòng khách luôn. Cái đầu cót của cái ngôi nhà rất là cao, thì bảo vệ đó là 4 cánh cửa sắt ha, kính cường lực nè, rất là chắc chắn luôn, sắt mà rất là bền bỉ luôn quý anh chị. Thì cái không gian phòng đây, phòng đầu tiên đó là phòng khách nè. Thì em nghĩ chúng ta có thể để một cái bộ ghế sofa, rồi salon, cái bàn ăn uống tiếp khách nè, uống nước trà ha, đầy đủ ha. Thì ở trên cũng đèn led ha quý anh chị, trần thạch cao, nó đèn khá là nhiều, thì ngôi nhà chúng ta sẽ rất là sáng nè, đầy đủ ha ánh sáng. Thì tận dụng ở dưới cái chân cầu thang thì em nghĩ quý anh chị có thể để một cái kệ tivi đây đó, chậu hoa bình bông ha, hoặc đóng một hệ tủ chúng ta để những vật liệu ít sử dụng hoặc thường xuyên sử dụng ha. Đây có điện sẵn ha, để tivi. Thì liên thông giữa cái phòng khách đó là không gian bếp này quý anh chị. Ở đây có vách ngăn nha, đó. Thì bếp này là ở dưới cái mặt bếp đó là ốp gạch ha quý anh chị, vệ sinh lau chùi dễ dàng nha. Ở đây có hệ tủ nè, chúng ta để nồi ơn xôn chảo ha, chén bát ha, tùy với quý anh chị nào sử dụng ha. Ở đây có là bồn inox nè, 304 nha quý anh chị, chống bị sét nha. Rồi thì tường cũng ốp gạch nha quý anh chị ha. Ở đây có phòng bếp này, mà khác biệt xíu ha. Ở đây có ổ điện ha, hai bên chúng ta để một cái bếp điện, nồi cơm điện ha, bếp ga, đây có ống ga nè. Ở trên này có hệ tủ nữa quý anh chị. Đó, thì gia chủ có tặng luôn cái một cái kệ ốp chén inox nè, chúng ta có thể gắn đây. Gắn đây tùy quý anh chị ha. Thì chúng ta có thể đóng thêm hệ tủ cũng được. Ở đây thì đơn giản dễ dàng nhanh gọn lẹ luôn. Thì ở đây có một cái gọi là ổ điện, chúng ta làm gì, để tủ lạnh đó, thì để đồ ăn đây, ra lửa chế biến, vậy là đơn giản thuận tiện cho mình nhé. Thì ở phần trệt này là có một phòng khách nè, một phòng ngủ nè, 2 nhà vệ sinh đó. Thì chúng ta sẽ tiến vào cái phòng ngủ đầu tiên, phòng trệt nha quý anh chị. Đó, thì tường ốp gạch nè, ở trên là phòng đó, thì chúng ta để cái giường, bàn trang điểm, tủ quần áo. Thì ở phòng này thì có là một cái nhà vệ sinh riêng tư ở trong phòng nha, thì thích hợp cho em nghĩ
con cái chúng ta nè, hoặc là bố mẹ lớn tuổi đi lại ở đây vệ sinh ban đêm thuận tiện ha. Thì phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì rất thuận tiện cho người lớn tuổi ở nè. Thì cái phần này ở cái phần đây có là một cái phần là hai vòi nước nữa quý anh chị chúng ta ha, rửa chén bát nếu như là đám tiệc á, rửa chén bát ở đây ha, nó rất thuận tiện luôn. Thì ở đây có nước ra nước vô nè, chúng ta để một cái máy giặt ở khu vực này nha. Đó thì gia chủ cũng rất là hiểu cái ý đó, là đây có một cái lavabo nó chính là sáng vệ sinh chung của ngôi nhà nha. Và cuối luôn đây có một cái bồn cầu nè, bồn sen nè, tường cũng ốp gạch nha. Thì chúng ta nếu mà có khách ha, tiếp khách ha, thì khách sẽ sử dụng tại cái khu vực này là một nhà vệ sinh chung của thành trạng nha quý anh chị. Đó thì ngôi nhà chúng ta đi vào trung tâm thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang khoảng là 10 đến 15 phút lái xe quý anh chị, rất là tuyệt vời ha. Đường đi thuận tiện nè, ô tô 7 chỗ tới nhà luôn. Khu dân cư thì an ninh nè, thì chúng ta sẽ tiến lên lên tham quan cái lầu một nó có gì nhé. Thì em nhắc lại nha, nhà chúng ta một trệt một lầu, giá cực kỳ tốt, 2 tỷ 250 triệu đồng, thương lượng trực tiếp chủ nhà, hỗ trợ ngân hàng nha quý anh chị. Thì cái cần cầu thang ở dưới đây nó có là ốp gạch nha quý anh chị, nó bảo vệ nè, inox 304 kính cường lực đó, rất là chắc chắn luôn. Thì bên đây cũng có là ốp gạch nè, thì nó sạch sẽ thuận tiện dễ vệ sinh nha, lau chùi nha. Thì nếu như có con em chúng ta đi lại á mà hay dịnh vào đây thì nó sẽ dơ, thì gia chủ cũng rất tinh tế ha, ốp gạch luôn nè quý anh chị, rất tuyệt vời chắc chắn ha. Thì ở trên lầu một này gồm có là hai phòng ngủ nè, hai nhà vệ sinh, một cái không gian chung là phòng chờ đi và sân thượng nè. Thì em đang đứng ở đây phòng chờ quý anh chị, em nghĩ vậy thì chúng ta hãy tận dụng ha, nhiều cái tiện ích ở đây, để một cái cụm thờ ở đây cũng được nha. Thì nếu như chúng ta không có thờ đó thì chúng ta sử dụng phòng này sinh hoạt chung nè, rất là rộng luôn quý anh chị. Thì chúng ta sẽ đi tham quan tới phần trước ngôi nhà nha. Thì phần trước ở này nó có một phòng ngủ nè, rồi chúng ta đi ra nha. Đó phòng ngủ này cũng khá là rộng quý anh chị, có chỗ cửa sổ ra nhìn phía trước nha, rất là tuyệt vời ha. Thì phòng này chúng ta ha, để giường nè, tủ quần áo nè, bàn trang điểm vào là sử dụng hết quý anh chị, gắn máy lạnh luôn, gia chủ thiết kế sẵn rồi. Thì một ngôi nhà mà có sân thượng quý anh chị có thể thấy nó sẽ sang trọng hơn nè, quá nhiều cái tiện ích cho mình ha. Ở đây là phần sân thượng này quý anh chị, đó ốp gạch dưới nè, đó thì chúng ta có thể chiều và chúng ta sinh hoạt nè, ăn uống nè, vui chơi con nít cũng được ha. Thì trên có phần cao luôn nè quý anh chị ha, phần hiên nè. Thì nếu như quý anh chị muốn mát mẻ hơn nữa thì chúng ta gắn kiềng chế thêm, nó lập ngon ton thêm ha. Ở đây cũng có cái chỗ là chúng ta trồng bông cũng được nè. Nhà bên đây cái phần này cũng ốp gạch nè quý anh chị thấy không? Rất là tuyệt vời nha. Thì chúng ta sẽ tham quan cái phần cuối của ngôi nhà nha. Thì phần cuối nhà này ta có một thêm phòng ngủ nha. Thì nhà chúng ta ba phòng ngủ nè, em nghĩ ba thế hệ ở là rất là tuyệt vời ha, đầy đủ nè, ông bà nè, ba mẹ ha, con cái nè, nó rất là tuyệt vời sử dụng luôn. Thì đó đây ở đây là cái phòng ngủ nè, thì cũng có riêng tư quý anh chị thấy ha, cơ bản ở đây cũng có một nhà vệ sinh ở trong phòng riêng tư nè. Đó thì ngôi nhà này cũng rất đặc biệt, có một chỗ cái ha là trên đây nè, có là cái giếng trời này quý anh chị, nó ở giếng trời ở trên cái lầu một nha, nó cao ha quý anh chị sẽ thấy nè, cái bồn nước dự trữ có sẵn nè. Bên đây là có máy nước nóng lạnh, điện năng lượng mặt trời, nó rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây chúng ta có thể phơi đồ cũng được nè, ở đây có nước ra nước vô nè. Nếu như mà chúng ta có một gia đình lớn nhưng mà có hai gia đình nhỏ ha, thì chúng ta muốn để cái máy giặt ở đây, giặt ở đây cũng được nè, rất riêng tư đó. Đây cũng là lavabo nè, sử dụng chung ở trên cái tầng 1 nha. Rồi đó đây cũng nhà vệ sinh có này ha, vòi sen, lau bồn cầu. Thì em xin tóm gọn ha, nhà chúng ta tại đã ấp 3 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cụ thể hơn là khu dân cư Cầu Long Hải Yến, cũng khá là lâu đời ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đó vị trí nó cách cái đường Phạm Hùng là khoảng là 200-300 mét thôi, cách đường Trần Văn Hiển là khoảng là 70 mét. Đó đường xe ô tô 7 chỗ nè, có sân phần trong để chúng ta đậu xe hơi nè, một phòng khách nè, phòng bếp nè, ba phòng ngủ, bốn nhà vệ sinh, có sân thượng luôn, rồi rất là nhiều công năng và tiện nghi ha. Ba thế hệ ở nè, giá chủ đang kêu bán là 2 tỷ 250 triệu đồng,
thương lượng trực tiếp chủ nhà, nhà có hướng tây nam như quý anh chị, thổ cư chủ quyền nhà là chủ, sổ hồng riêng công chứng được ngay. Quý anh chị nào có quan tâm đến ngôi nhà này cứ vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Thì chính em Thức Bất Động Sản miền Tây sẽ cùng quý anh chị đi xem nhà và thương lượng trực tiếp giá cả nếu như mình muốn sở hữu ngôi nhà này. Và cuối cùng xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp miền tây.com.